Xin chào tất cả mọi người đã quay lại kênh chuyên phân phối đất nền BKM Trường Thành Bình Phước của Trọng Thơ nha. Hiện tại Trọng Thơ đang có mặt tại trục đường D1M nhá. Và trục đường ở mặt tiền nhà phố thương mại này là đường D1 chạy thẳng từ giai đoạn 1 qua giai đoạn 2 qua giai đoạn 3 của BKM Trường Thành. Và đây là nhà phố thương mại của BKM, một trệt hai lầu đã được xây dựng dọc tuyến đường D1. Và như cả nhà đã thấy là tiến độ thi công của BKM rất là nhanh. Hiện tại đang cho lưu sỏi và đổ nhựa trong thời gian sắp tới nha. Mặt tiền rộng 16m, vỉa hè mỗi bên 4m, là đường lòng đường 8m nha cả nhà. Rất là đẹp. Những chiếc xe lưu người tớ to lù lù đây đang lưu đường và chuẩn bị đổ nhựa trong thời gian tới nha. Và đây là công nghiệp 2000 ha của BKM này. Từ cái trục đường này chúng ta chạy thẳng sang công nghiệp 2000 ha. Thì quý khách hàng yêu mến cũng như là đầu tư đất nền BKM Trường Thành Bình Phước thì hãy gọi điện cho Trọng Thơ qua số hotline 0962854858 để sở hữu cho mình một trong những vị trí đẹp nhất tại BKM Trường Thành nhé. Hãy đăng ký kênh của Trọng Thơ để theo dõi những video mới nhất tại dự án nha. Trọng Thơ xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.